Sư phụ Huyền Trang này không biết là hình như cái bộ kinh gì mà giá trị đội hình lên ghê quá. Xếp Bình xem MV xếp Tùng chưa? Xem được một nửa em ạ. Hôm qua anh xem được một nửa. Tò mò chứ. Ừ, xếp Tùng ra video thì mình tò mò chứ. Thế là cũng vào xem. Hôm qua lúc vào xem thì là khoảng 400.000 view rồi. Thời điểm đó. Đấy thì xem được nửa bài thì cũng tương đối bất ngờ, bởi vì là lần này thấy nhạc của Sếp Tùng là khá là rõ lời đấy, không phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới mới biết được là đã hát cái gì đấy. Tuy nhiên thì có vẻ như là dạo này phong độ của Sếp đi xuống thì sao, nhạc nghe nó cứ hơi hơi ngang ngang hiểu. Hơi ngang, với lại là giọng Sếp Tùng nó có vẻ là yếu đi. Bình thường ấy là tôi biết là những cái tác phẩm của Sếp Tùng ấy thì bao giờ nó cũng sẽ có đan xen, tức là hát chính này, sau rồi hát bè này, các thứ này, cứ thu từng câu một, cứ thu từng câu một. Đấy, một câu đâu đấy khoảng 3 đến khoảng 7 chữ. Đấy, cứ thu từng câu một, thu từng câu một, sau rồi nhét 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 vào. Đấy, đại loại là làm nhạc khá là phức tạp. Nhưng mà đợt này thì thấy là mặc dù là cũng vẫn là từng câu một nhưng mà nghe nó hơi yếu nhỉ. Đấy, nghe nó hơi yếu. Không biết là bữa tới có up cái bản fix nào đấy cho nó luột hơn không. Bản này tôi chỉ nghe là có nửa video thôi. Rồi, ok. Đây là nick của sư phụ Huyền Trang. Sư phụ Huyền Trang là team AC Milan. Khá gắt. Ngoài ra thì team này thì hôm trước mình mới vào. Đấy, có cả CR7 RTN này. Team này là có MU nữa. MU với lại Bayern nữa. Nhiều. Hình như là có cả là Juve nữa. AC Juve, MU Bayern, 4 team. Hình như có cả team tuyển Anh nữa. Ủa, nhiều thế nhỉ. Cầu thủ nhiều nhỉ, cầu thủ nhiều. Nick này thì không biết có phải đến từ độ tộc nữa không, nhưng mà đại loại là ác chiến đấy. Sư phụ Huyền Trang hôm nay sư phụ có gửi đến kênh rồi Lucky Bone. Henry tống nhà cái FVPL gửi 5.000 lớp du baby. À còn 16 cả đó nên chơi bài lớp hay chơi lucky bô ngon hơn a nhỉ? Nếu mà chơi bi lắc quay đủ 2 vòng rồi đấy thì chuyển sang Lucky Bone. Cái bi lắc thì chỉ nên chơi tối đa 2 vòng thôi. Đây là 2 vòng, 2 vòng của bạn ấy thì chỉ được có 3.700, chỉ được có 3.755 tỷ, 3.755 chia đôi ra, chia đôi là khoảng 1.800, gần 1.900. Tháng này đá với máy cũng giật rồi, úi trời ơi, nó server gà rồi anh em ơi. Nay ngày mùng 8 tháng 3, cho nên là admin gà rán. À, tôi nghi ngờ là ông nào làm admin bên gà rán tận dụng server để cài view cho sếp Tùng. Không thể nào có cái sự trùng hợp như vậy được. Hiện tại băng thông server là sô-cô-la Tết anh ạ. Nào, nhạc lên anh em ơi. Mở gói xịn nhá. Gói xịn luôn. Victor Baia van der Sar, David Simon, Kilo Navas, Alfonsare, Ola. Noi è buffon che si asse, qui in tua gente, tu e định gờ ca nhưng pha bay người cả tay như chim tình nào chết chìm đấm bóng bay ra đá bóng đi xa niềm vui vơi vã lên bia trắng. Tuyết đỉnh gờ ca nhưng pha bay người ui spotlight CB spotlight có nào ngon không ta. Ô sô mình
Min may còn được 5 lít. May mà còn hàng MU 5 lít. Romero thì ngon. Romero thì ngon. Bia trắng đi. Gói này tôi chưa bao giờ mở ra bia trắng. Bia trắng. OLOL Tây Ban Nha. Không bỏ mẹ rồi. Có được Marco Llorente không? Ồ. Llorente giảm giá ghê đấy nhỉ. Con này thì cũng dùng khá ngon đấy chứ. Con này là không min đâu nhưng mà giá hơi ấy nhỉ. Hai vé được 1000. Sao em không lấy hai gói này? Sao không lấy hai gói Việt Nam? What? Nào. Thực ra tên này Gia Văn Toản còn được 5 lít anh em ạ. Gia Văn Toản tôi thấy con là được ấy. Không thì chỉ có Huỳnh Đức thôi. CM Hoàng Đức. Hoàng Đức đâu? Ui xôi ôi. Thế mà anh mới bảo là sao em không lấy hai gói này? Sao em không chọn hai gói Việt Nam? Ngon quá. Nhạc lên mở nó bú thật đi chứ lại. Giấu tên gửi 10.000. Em bị mất niềm tin với gói Việt Nam mặt cười. Mở 3 gói hết sự kiện đó. Quả này ra hổ luôn nữa đi mẹ bán ạ. Lớp su baby. Nhầm kênh rồi anh em ơi. Audi kênh này phôi của gà rán rồi. Kênh này nào. Ra RB à, thử vượt đi à. RB Croatia. Stanilic. Stanisic. Khó đọc. Khó đọc anh em. Tạch. Không có nhạc lại tạch chứ. Họ gọi để xem phong thủy có được không. Úi dồi ôi, không qua đường hầm. Không qua đường hầm anh em ạ. Cá ba ngố. Cá ba ngố này là team color gì đây? Toàn xì. Ông này team cùng team color với ca bà nhá. Ca bà nhá. Anh chuyển ra chữ phẩm nhá. Quả này mà không ra con gì ngon ấy thì anh em mình quyết định là phải bật nhạc thôi. Không thể khác được. Không thể khác được. Nào, qua đường hầm nào. Chỉ số 119 đổ lên nào. Ôi trời, mẹ đắp bồ ạ. Phải. Con này được tốc độ 119 anh em ạ. Tạch. Ô, phải có nhạc, phải có nhạc. Mở thẻ rồi phải có nhạc. Con này là Bayer mà, không phải là Bayern đâu. Con này đá cho Bayern không? Bayer mà. Thực ra là tên này mẹ mở quả Hoàng Đức là cháy rồi. Ồ. Bayern Munich luôn. Hàng Bayern Munich. Cho Bayer Leverkusen mượn. Cao 1m87, nặng 77 cân. Thể hình nhỏ, chân 4 chân 5. Ô ngon nhỉ? Ngon mà. Anh em ạ, ngon. Ui. Cao 1m87 cơ mà. Không phải đái, không đùa đâu, con này được đó. Mở hẳn hai con. Hậu vệ lương 19 bây giờ nhiều người dùng rồi anh em ơi. FVPL ấy chả có đội T4M chơi hậu vệ cánh lương 21. Mà gói này nghe anh em bảo là min là 111. Cái này là do gà rán làm nhầm cái hiển thị thẻ. Làm nhầm hiển thị thôi. Còn thực tế là min là 111 anh em nhé. Mẹ này. Tai cả nổi. Gói này khó này. Không cần nhạc. Ồ, vẫn phải có nhạc thôi. Nó có nhạc à. Bú cái gì? Xịt khói là đẹp rồi. Xịt khói cộng 8 nào. Xịt khói
ST Gaspar à? Giỏi. Tên này ra Crespo là ngon rồi. Tên của em được 21k tỷ à? Ui. Sơn. Mà. Thêm con cậu 8 nữa là mẹ. Maximum rồi. Ờ, một Park Hae-sung, Park Hae-sung cộng 8. Ui. 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 Nhạc nó khác. Ngon bên đây. Nhạc tầm đá. À, ôi giờ bỏ lại. À. Người anh lờ mờ. Chịu. Smith Rowe. Không min nhưng mà không đẹp lắm. Không min nhưng mà không đẹp lắm anh em ạ. À, Arsenal. À, quả sau ra Rüdiger đẹp. Nhà cánh cong lưng. Chứ bật nha. Bật. Người Đức không? Người Pháp. Pháp CM. Chịu hẳn. Ôi trời ơi, bình giá. Hoàng, con này phôi đậm anh ạ. Sao con Lema lại đá CM? Thằng này có 59 cân, yếu vậy đái. Đây còn bị phích giá chứ. Gà dám phích giá này. Mỡ. Lita đây anh em ơi, đồ đết Lita anh em ơi. Nào. Ô, em xem. Cũng được. Em xem mà cũng thơm rồi. Mẹ nó nhìn cái quốc tịch. Tôi là cứ sợ nó ra mẹ Pele anh em ạ. Tôi cứ sợ nó ra Pele. Nhưng mà ra em xem. Được quá. Vẫn bú. Cái quốc tịch này mà ra con Pele mới phải khóc này. Đây, Siang là đỉnh rồi. Rồi, bây giờ chờ nhạc tắt để mở phát. Chờ nhạc tắt để mở phát xem là do nhạc hay là do người. Yeah. Do nhạc hay do người anh em ạ. Ơn này cứ phải là 122. Anh em chuẩn bị này. Nhìn thông báo ở trên TV này. Nhìn thông báo trên TV này. Nhìn thông báo trên TV. Hà Lan CB Rai Cát à? Cái đẹp mẹ. Đúng 122 thật anh em ạ. Đúng 122 thật. Rai Cát mùa này là CB hay CDM ta? Không nhớ nữa. Goldman thì cũng là gọi là phôi. Ừ, giá phôi cũng to đấy. Giá phôi 122 thì ít nhất là tỷ 1.500. Rai Cát mùa này CM à? Nếu mà con này tính giá phôi là được 1.500 anh em ạ. Giá phôi là 1.500 nhá. Nó không rẻ hơn đâu. Ronald Goldman. Mình nói lúc 122 nó ra 122 thật. Mỗi tội gà phích giá. Nhưng mà vẫn cứ phải do nhạc. Gà dám phích giá đấy. Con này treo thì có mà bay trong nốt nhạc. Đấy nha. Vì giá phôi của nó 1.500 cơ mà.
anh em lên thị trường chuyển nhượng, anh em tìm giá phôi rẻ rẻ cái tầm Makelele là 1.500.000 rồi. À, gà rán xả gói cho anh em người ta nạp tiền mà lại không cho người ta chỗ thanh khoản. Tôi thấy là cái này là cần phải fix lại, phải sửa lại. Vì sao? Những cái gói mà mở thẻ ra tức là gì? Những anh em người ta nạp tiền vào, nạp tiền vào mới mở được ra cái gói đấy mà lại fix giá. Cái nạp tiền vào mà không bán được, không thanh khoản được thì đấy là một trong những cái sự ức chế. Cái WeScan nó lag anh em ơi, anh em qua Lita nhá. Ở phần mô tả video tôi có để cái link ấy, Lita nó sẽ đỡ bị lag hơn. Đợt này đây WeScan nó hay trục trặc, lúc nãy đầu livestream thì nó đơ, nó không đọc. Bây giờ thì anh em mà không vào luôn đúng không? Đây vét cũng được nào. Ui, người Mỹ à, Bisley, vớ vẩn rồi. Bisley này cũng thuận hai chân này. Hàng tào lao đấy. Rozicki này là 116, nó khá ổn này. Aza này nó bé. Vinh Nhất thì nó tạt không phải là hay lắm. Vinh Nhất đá chọc khe phản công và biết dây dắt thì hay. Nhưng mà rồi thì nếu với những người mà biết... À! Củ tỏi là cũng được đấy. Củ tỏi cũng được đấy. Củ tỏi gói này là cũng được 60. Gói này gói 96 anh em. Gói 96. Củ tỏi này là cũng được này. Xài ngon. Canu ổn không? Không em ơi. Canu là lẻo téo mà. Em đá con Ziru đi. Canu thì nó yếu. To nhưng mà nó yếu. Cái gì thế? Neuer. Cay đẻ. Uzek anh em ạ. Ra Neuer thì lại chả bú. Uzek. Nó lại Uzek. Tắt nhạc lên thì GK nhiều nhỉ. Tây Ban Nha cam. À, Tây Ban Nha cam. Úi dồi. Min. Min anh em ạ. Lé dần ở Bloan. Hiện nguyên hình ở không có nhạc mở cứ thế nào. Sao tôi phải làm mấy bài nhạc nữa. Làm mấy bài nhạc nữa mới được. Cờ Pháp LB. Ô, xịt thật anh em. Lucas không? Được Lucas không? Ờ, Lucas còn được. Lucas là min chỉ số nhưng mà giá được. Min chỉ số nhưng giá còn được anh em nhá. Có Lucas này được mà. Ui, gói TI 110 này. Gói LN à. Nó đưa cái avatar lên là mình rất cao mình. Mở mồi mấy gói TI. Mồi nữa. Tây Ban Nha. Ơ, có phải Pedro có mùa này không? Không có à. Navas, Navas. Pedro là cũng có FA đấy. Mùi nào. Thế mấy cái gói này là gói 96. Gói thấp anh em. Người Mỹ cam lại còn Spotlight. Chịu đấy. Aronson. Aronson. Chỉ số cũng luột phết nhờ. Hàng giảm lương. Aronson chạy nhanh. Con này không biết là có được chân 4 chân 5 không. Chân 4 chân 5 thì vẫn đã được. Aronson à, chân 3 chân 5 bỏ, bỏ. Game này thọt chân rồi bỏ anh ạ. Đến gọi là con Dimitar back qua top ấy. Con back qua top mùa Hero chân 3 chân 5. Chân phải rất ngon. Dê dẻo luôn. Back qua top dê rất dẻo nhưng mà nó không khỏe. Back qua top thì nó lại không khỏe. Dê thì rất dẻo. Nhưng mà chân 3 năm khó dùng. Không qua được hầm. Cần Ryan, Hagi. Do Hagi thực ra đá cũng hay đấy. Do Hagi nếu mà hàng rẻ, lúc nãy anh em nào hỏi team Ryan, Hagi đá cũng được đấy nhá. Cam, Cam Ryan, Seedorf. Seedorf phải tròn vai. Seedorf hiện tại anh em nào mà đang sở hữu con LN cộng 8 đá cũng rất là ngon. Con đấy bây giờ 3.000 tỷ. Trước đây ít người để ý đến Seedorf bởi vì là cái thế hệ anh em mà chơi FC Online ấy, thì ít người xem Seedorf. Nên là không biết là ông ấy đá hay thế nào.
Siro là một ông đá rất hay ngoài đời. Ngày xưa nhiều người hay để ý đến Edgar Davids, nhưng mà thực ra Siro là ông đá hay hơn. CM à? Tôi bỏ mẹ rồi. Biết ngay mà, Tielemans. Nhưng mà thôi cũng được. Gói này thì Tielemans nó là chỉ số 103 rồi. Gói 99, M103 là cũng bú rồi đấy. Nào, tên này mở hàng xị này. Tên này nha anh em, chỉ cần nhìn thấy cái cờ Hà Lan thôi là anh em biết thế nào rồi, đúng không? Nào, là anh em biết rồi chứ còn gì nữa. Nào, anh em nhìn thấy cái cờ Hà Lan, ôi cờ Đức à, cờ Đức RB Sidip Lâm rồi anh em ạ, anh Lâm rồi. À Kim Mick à, còn không được Sidip Lâm cơ, Uzo Zicon phải. À, tổng kết này, tổng kết hai vòng sự kiện bí lắc của sư phụ Huyền Trang thì mỗi vòng sự kiện bí lắc là được 1.880 tỷ BP tươi mỗi vòng sự kiện. Ngoài ra thì được quả Hoàng Đức nữa, 3.000. Đấy. Hoàng Đức 3.000, Asian 1.500. Guiman cũng coi như là 1.500 rồi. Park Hae Sung là 700 này. Park Hae Sung này bán chắc được ngay chứ, đúng không? Ui trời mẹ, Park Hae Sung hàng hot mẹ luôn. Hàng hot luôn. Park Hae Sung này mạnh dạn trả 1.000. Park Hae Sung nữa này. Enam Caspo này, mở từ gói cộng 6 cộng 8 là 2 con, thơm lừng. Macorente 5 lít, Martinez 5 lít. Hai vòng sự kiện, Smith Rowe này. Tielemans là cũng khá ngon. Hai vòng sự kiện, rác thì coi như trừ thuế đấy nha. Rác coi như trừ thuế. Thì tên này tính ra là mỗi vòng bi lắc này của bạn ấy là cũng phải được hơn 6.000. Như thế là ngon gấp rưỡi trung bình nhỉ? Ngon gấp rưỡi trung bình nhỉ đó. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.